Sáng nay ngày 18 tháng 1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành, trung ương, địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2023, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, trung ương, địa phương đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh có nhiều đổi mới, thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh bảo vệ tổ quốc được nâng lên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định, năm 2023, công tác quốc phòng địa phương được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ đến các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập mới tiểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tiếp tục xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững mạnh và sở chỉ huy diễn tập cấp huyện, chỉ đạo 100% xã phường thị trấn tổ chức thành lập và ra mắt chi bộ quân sự và hoạt động theo quy định, quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý giáo dục, huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tại hội nghị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.